Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Các bạn khi xem video này, các bạn nhớ like và đăng ký kênh. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay, ba chú cháu sẽ đi hái một cái trái được gọi là rất là ngon. Các bạn biết trái đó là gì không? Mời tất cả các bạn cùng đi xem. Chúng tôi trèo lên cây này để hái cái trái này ăn rất là ngon. Mời tất cả các bạn cùng đi. Đi nào, come on. Đó, chú nướng hộp gà. Thấy không? Thấy con trái không? Leo lên cho chừng dính gai thanh long á. Đó, một trái đã chín rất là vàng. Dạ. Leo xong té cái bột đi con. Chầm tóm vậy. Hái trên kia kìa. Hái trái chín kìa. Trái này cũng chín mà. Rồi hái luôn đi. Hái luôn. Leo luôn chứ. Leo luôn gãy cây bây giờ á. Mày mập á. Ô, thằng mập này nó té ra cái ụt máu rồi. Rồi chú ơi, xong hai xong rồi đó nha. Trời rồi, ok con vừa ăn rồi. Đâu cầm lên ngay đuôn dừa. Đâu đuôn dừa? Trái gốc ngon lành của con á. Hai trái của con á. Ủa leo lên sao được gì được hai cho mọi người ăn. Của con đâu ơi? Trái dưới đây đâu ơi? Trái cũng mà trái à. Ủa, cái kia đâu? Mình rồi, hai trái đó rồi vô. Rồi, đây là hai trái gốc mà bạn Lực mới hái nè, một trái chín. Rất là thơm. Thơm không? Thơm không? Rất là thơm. Thơm lắm. Bây giờ sẽ ra. Đây là con dao giả chiến. Mua 5.000 đồng. Ờ gì 5.000? Đúng á. Chưa bán không? Giá 5.000 mua trên mạng á. Đó, bán gọt. Người ta giảo xuống. 50.000 nè. Dao có 15.000 không đây? Công người ta giảo xuống mình chị không? Công luôn là 20.000. Hả? Rồi đi ra đi. Rồi. Ai ăn không? Thử miếng này. Không ăn đâu, ăn chơi ạ. Ăn miếng này ạ. Ngọt không ta? Ngọt. Ngọt. Nó chua lắm. Ăn thử miếng xong nè. Ăn nè. Ha. Thử ăn nha. Thử ha. Rồi à. Rồi. Sưng luôn. Không sao. Rớt rồi là mới ăn vẫn được mình xoay vậy. Xoay dài dòng là còn phải ăn bình thường. Ăn không nữa không? Không. Ngồi xuống ăn để cảm giác là lực. Cảm giác thì nó cũng không ngon làm gì. Nhìn đứt tay đó. Đứt tay chứ không đợi không? Thấy đứt tay gì đâu chứ muốn bằng bó lại. Ngon, ngon. Chấm nữa, ăn chú lẹ. Cặp luôn đi. Ngoài. Xong, kết thúc. Thôi chú còn nữa. Một cái video này đây ha. Like nè. Đăng ký. Chuông. Cảm ơn.